đây là hai bộ đồ quân phục công an mà bố con hứa là tặng cho con vào ngày sinh nhật của con. Hôm nay bác thay mặt bố con để trao món quà này cho con, và mong con hãy tiếp bước con đường của bố con, bảo vệ an ninh tổ quốc và trật tự an toàn xã hội con nhé. Cảm ơn bác ạ. Thưa anh, đây là anh Thuận, tài xế taxi chở hai vợ chồng lúc chiều mà các anh đang cần tìm. Mời anh. Các anh đi đâu? Chúng tôi ở PC04. Chiều nay anh có chở hai người khách từ khách sạn này đi đến địa điểm nào? Tôi có chở về bên Long Biên. Anh có nhớ địa điểm không? Bên đó nhiều khách sạn nhà nghỉ. Họ xuống xe trả tiền rồi đi luôn. Tôi cũng về luôn không để ý. Đặc điểm của hai người đó anh có nhận ra không? Người đàn ông hơn 50. Người đi cùng chắc là vợ, kém tuổi hơn. Có phải hai người này không? Đúng không bà này rồi. Chào chị ạ. Cho em một tô phở mang về. Dạ. Anh Lâm. Hả? Xin nhờ. Cảm ơn. Bên cảnh sát điều tra cho hỏi người phụ nữ vừa rồi xách đồ đi vào phòng nào? Thưa anh, phòng này ạ. Anh Tuấn ơi. Anh Tuấn ơi. Ai đấy? Em Lâm đây ạ. Em muốn gặp anh, có việc gấp ạ. Mày đến gặp tao có việc gì? Sếp nhận cửa em, phải xuống gặp anh, bảo anh một việc quan trọng. Anh mở cửa đi ạ. Mày đi với thằng nào? Còn mỗi em và thằng Long thôi ạ. Bà ra mở cửa. Vào đi. Chúng mày đứng yên đấy. Tại sao chúng mày biết tao ở đây? Dạ, sếp Nhẫn cử em đi tìm anh, báo anh phải ra nước ngoài gấp. Ông Hoạch đã chỉ đạo các tổ là săn lùng anh khắp nơi, nên anh chị phải đi ngay cho kịp. Chỉ có thế thôi à? Còn gì nữa không? Dạ, hết rồi ạ. Thì phắn đi. Phắn đi. Bọn em xin phép. Để người cô cung cấp chìa khóa phòng này. À, lũ khốn nạn. Mày đã xi nhan cho chúng nó đi bắt tao, đúng không?
đồ ăn cháo đá bát, với ông tay áo. Dạ 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 không phải. Đứng đi, không phải bắt. Anh Nhân này, đã có quyết định rồi. Anh khẩn trương cho triển khai lễ tuyên dương anh Hà. Kế hoạch cụ thể như nào, chiều nay báo cáo tôi nhé. Đó, nhưng... Tôi nghe. Báo cáo, chúng tôi đã bắt được ông Tuất. Bắt được ở đâu? Dạ, chúng tôi bắt được ông Tuất ở một nhà nghỉ tại vùng ven thành phố ạ. Tốt lắm, đưa nó về đây. Dạ, báo cáo, trước khi bị bắt, ông Tuất còn bắn trọng thương đồng chí Lâm. Và hiện tại chúng tôi đang đưa đồng chí Lâm đi cấp cứu. Báo cáo hết ạ. Sao cơ? Tại sao thằng Lâm lại có mặt ở đó? Ai cử thằng Lâm đến để gặp thằng Tuất? Điều tra thật kỹ cho tôi. Dạ. Thế nhá. Vâng ạ. Anh có sao không ạ? Chắc là anh bị tăng xông đấy. Gọi xe cấp cứu, đưa anh đến bệnh viện ngay. Rõ.